Thưa quý vị, hiện tại Duy với anh An đang đứng ở trung tâm của làng cổ Mông Phụ. Vị trí này thì cách đình Mông Phụ khoảng tầm 200m. Hôm nay Duy với anh An sẽ vào một trong những ngôi nhà cổ. Ngôi nhà này là một trong những ngôi nhà mà ít được xuất hiện trên những cái trải nghiệm của những cái du khách mà chưa tìm hiểu kỹ, đúng không anh? Và hôm nay anh mình có mặt ở đây thì mình sẽ trải nghiệm ngôi nhà nào và của ai anh? Hôm nay thì quý khách cùng tôi đến thăm một ngôi nhà cổ rất tiêu biểu, đó là ngôi nhà cổ của anh Hà Nguyên Huyến. Ngôi nhà này nằm ở thôn Mông Phụ. Và đây là một ngôi nhà đã được quảng bá, được giới thiệu ở rất nhiều những các loại hình thông tin, kể cả các kênh nước ngoài và các thứ tiếng khác nhau. Thế đối với những người mà am hiểu về kiến trúc, mỹ thuật, lịch sử, về những cái nét giá trị văn hóa cổ ngày xưa, khi mà tham quan làng cổ Đường Lâm, tham quan những ngôi nhà cổ mà vị trí này, địa điểm này mà không được đến thì thế là sẽ là một thiếu sót rất lớn, một cái sự khiếm khuyết trong quá trình đi thăm làng cổ Đường Lâm. Và được thăm ngôi nhà này là một điều thú vị và một điều bổ ích, cực kỳ lý thú trong chuyến đi hành trình của người ta khi về làng cổ Đường Lâm. Anh em mình đi anh đi. Vâng, xin mời quý khách. Quý vị muốn mua đặc sản trà sạch Thái Nguyên, xin liên hệ số 0936 639 777 hoặc 0989 260 877. Sản phẩm trà sạch Thái Nguyên được phân phối chính thức bởi Hà Nội Phố, nhận giao hàng toàn quốc. Vâng, quý vị được biết ngôi nhà này là một trong những ngôi nhà còn giữ được nguyên trạng, nguyên bản từ cái thời các cụ để lại. Anh em mình đến đây vì hôm nay là mình đã liên hệ trước với anh chủ nhà và anh sẽ dành thời gian để tiếp đón và trò chuyện với chúng ta. Huyến ơi. Vâng. Em chào anh Huyến. Chào các chú. Dạ vâng. Mời các chú vào. Dạ. Chú, mời các chú vào. Mời chú ngồi chơi. Dạ. Mời chú xây nước. Dạ. Anh Huyến xin giới thiệu, em là Duy. Em có một cái kênh chuyên về khám phá văn hóa ẩm thực của người Hà Nội. Và qua cái sự kết nối của anh An ấy, thì em được biết nhà anh Huyến là một trong những cái ngôi nhà còn giữ được nguyên trạng của ngôi nhà cổ và nó đại diện cho cái kiến trúc của vùng Bắc Bộ mình từ trước đến nay. Thì hôm nay em muốn đến để gặp anh cũng như là đặt vấn đề với anh để anh có thể là chia sẻ về cái kiến trúc ngôi nhà của nhà mình, rồi qua đó thì cho khán giả cũng như là em hiểu một chút về cái văn hóa của cha ông mình để lại trong cái kiến trúc ngôi nhà này, được không ạ? Cảm ơn chú Duy. Thế hôm nay các chú đến nhà mà lại hỏi về nhà cổ, làng cổ thì đúng rồi. Dạ. Tức là đồng bằng Bắc Bộ mình thì làng quê đâu đấy nó cũng như nhau cả thôi. Dạ. Thế nhưng trải qua một cái thời gian rất dài, do phát triển không có định hướng, do chiến tranh, do rất nhiều nguyên nhân mà làng quê Bắc Bộ của chúng ta về cơ bản là không còn nhiều nữa. Thế và mãi đến năm 2005 thì là Bộ Văn hóa Thông tin ký quyết định công nhận làng xã Đường Lâm là di tích kiến trúc nghệ thuật. Thì ở đây có 7 di tích được xếp hạng quốc gia như là Lăng Ngô Quyền, Đền Phùng Hưng, Chùa Mía, Đình Mông Phụ, Nhà thờ Cụ Thám Hoa Giang Văn Minh và nhiều nữa. Thế nhưng mà cái di tích cuối cùng, tức là làng Việt cổ Đa Ông Đường Lâm. Dạ. Thực ra Đường Lâm là không có làng Đường Lâm. Dạ. Thì cái thuật ngữ báo chí người ta gọi là làng Đường Lâm. Thực ra làng Đường Lâm là đơn vị hành chính cấp xã. Trong xã Đường Lâm có 9 làng họp lại cái đơn vị hành chính cấp xã ấy. Hôm nay các bạn đang đến đây là làng Mông Phụ. Dạ. Thế thì bạn tôi hỏi bảo có làng Mông Chính không? Nó không, chỉ có làng Mông Phụ thôi. Dạ. Thế và chữ Mông Phụ thì được viết như thế này. Dạ. Đây là chữ Mông. Đây là chữ Phụ. Thì Mông này là đồi gò, Phụ là non thấp. Thế và làng tôi đây, chữ Mông Phụ là có thể làng tôi ở trên một cái quả đồi thấp. Thế và làng Mông Phụ thì là vùng lõi của cái di tích mà được Bộ Văn hóa Thông tin ký quyết định công nhận. Thì cái di tích, cái đời điển hình của làng Mông Phụ chính là những ngôi nhà cổ. Dạ.
Thế nào là nhà cổ? Thực ra cái thuật cứ nhà cổ nó cũng rất chung chung. Bao nhiêu năm là nhà cổ? Nếu mà cứ gọi như thế thì cãi nhau đến chết. Vì có những cái nghìn năm không là cổ. Cái cổ nó phải mang cái tính văn hóa ở trong ấy. Thế và cũng rất là tuyệt vời khi mà chúng ta gọi những cái ngôi nhà như thế này là nhà truyền thống. Thế nào là nhà truyền thống? Nhà truyền thống là nhà một tầng có hai mái dốc và có cái bàn thờ ở giữa. Dạ. Nhắc lại nhé, nhà truyền thống là nhà một tầng có hai mái dốc và có cái bàn thờ ở giữa. Dạ. Thế và theo tôi cái này là cái gọi đúng nhất về những cái ngôi nhà này. Dạ. Tức là chúng ta trong cái thời ông vua Hùng thì chỉ có ông Lang Liêu làm cái bánh chưng bánh dày như dâng lên ông vua Hùng, ông vua Hùng nhường ngôi cho. Chúng ta chỉ có cái đạo hiếu thôi. Dạ. Và cái tín ngưỡng ấy thì được đặt ở trong gian giữa vùng những ngôi nhà truyền thống. Dạ. Và cái tín ngưỡng ấy đã đồng hành theo dân tộc chúng ta hàng nghìn năm rồi. Thế thì những ngôi nhà một tầng có hai mái dốc và có bàn thờ như là có nhà truyền thống. Thì theo thống kê ở làng Mông Phụ, xã Đường Lâm có hàng nghìn ngôi nhà truyền thống. 300 ngôi nhà nhà nước đang phải quyết liệt mà giữ, không có người ta dỡ mất. Dạ. Hàng trăm ngôi nhà đang có trong cái danh mục được bảo tồn. Thành phố Hà Nội đã bỏ tiền ra được gìn giữ. Trong đợt đầu đã sửa chữa được 22 ngôi nhà. Thì trong đó còn hai ngôi nữa là nhà tôi với một nhà trong xóm. Thì là chúng tôi không phải nhờ đến nhà nước sửa chữa. Dạ. Chúng tôi tự làm. Vì nó hỏng hóc nó ít. Thế và hai nữa có lẽ là mình tự chữa thì hơn là để cho người khác chữa. Dạ. Thế ngôi nhà nhà tôi thì không phải là nhà cổ nhất, nhưng mà là một ngôi nhà giữ được nguyên vẹn nhất. Và ở cái cuộc đất này cho bốn cái nhà quay lên một cái sân thì độc đáo vô cùng. Trong làng không còn ngôi nhà nào như thế này. Ngôi nhà được làm từ năm 1846. Đến con tôi là thế hệ thứ mười mấy ở đây rồi. Thế và đời nào cũng thế, con trường thì được hưởng. Dạ. Thế và con thứ thì phải đi nơi khác. Thì cái việc này là nó tế nhị và khó khăn đến vô cùng. Vì đất đai như thế này, nếu không có đất đai mà anh em không biết bảo nhau, chia đôi nó ra thế này là không còn nhà cổ nữa. Dạ. Thế và đến thế hệ chúng tôi thì hiện nay vẫn còn được bảo tồn như thế này. Thì đây là cái kiến trúc ra đời trong thời kỳ nông nghiệp Việt Nam mang tính tự cấp tự túc, cho nên là nó là cái không gian cho cộng đồng. Nó cộng đồng ở cái chỗ là cho đến tận bây giờ thì ở đây vẫn còn cái mô hình gia đình nhiều thành phần, ông bà cha mẹ con cháu ở với nhau. Và mặc cho cái xã hội nó biến động, cái xã hội nó có rất nhiều thay đổi, thế nhưng mà về mặt tâm sinh lý thì người dân ở đây chúng tôi, ông bà cha mẹ rất thích ở với con cái. Chẳng biết có phải cái nét bảo thủ ấy đã giữ được cái văn hóa hay không. Thế và còn một cái góc độ nữa là cái tính cộng đồng, là ma chay cưới xin dỗ chạp hội hè vẫn được tổ chức trong cái không gian này. Thế và cũng may nhà nước kịp thời giữ được. Thì thứ nhất, nếu như phố cổ Hội An nhà nước bảo tồn với tư cách là một cái cộng đồng cư dân đô thị cổ, thì người ta giữ lại cái làng này, bảo tồn tôn tạo để người ta giữ lại một cái cộng đồng cư dân nông nghiệp lúa nước còn sót lại. Và điều đó càng có ý nghĩa hơn khi làng quê Việt Nam đang dần dần biến mất. Thì lớp trẻ lớn lên có thể họ không hình dung hết thế nào là một cái làng quê. Thì vâng, mời các bạn sẽ đến đây. Dạ. Và trong cái khối ASEAN là hơn 10 cái nước làm nước, vâng, làm cái công việc cấy lúa nước. Vâng. Thì đây sẽ là cái nơi thuyết phục nhất để nói với các nước rằng chúng ta có một nền nông nghiệp, có một nền lúa nước rất là cổ kính. Thế và cho đến hôm nay thì nó vẫn còn tất cả nguyên vẹn một cái làng quê của một cái thời kỳ ấy. Dạ, tuyệt vời quá. Mình là một trong 8 nước ASEAN. Anh có thể chia sẻ giúp em cũng như là khán giả về cái kiến trúc ạ, từ ngoại lẫn nội được không ạ? Thì ngôi nhà ở đây thì rất độc đáo. Dạ. Tức là gần như là không có ngôi nhà như thế này ở trong làng. Dạ. Ở trong làng chỉ có hai ngôi nhà thôi. Một là cụ ngoại tôi, cụ Nguyễn Trọng Nguyên, cụ người làng, quan án sát của tỉnh Quảng Bình. Tức là lúc cụ đỗ cử nhân thì là cụ được bổ vào Quảng Bình làm án sát. Cụ rất thân với vua Tự Đức. Thế và cụ nhà tôi thì là con rể của cụ. Thế và cụ Nguyễn Trọng Nguyên đã làm một ngôi nhà nội tự ngoại khách. Sau đó ngôi nhà qua rất nhiều những cái biến động của xã hội thì hiện nay con cháu cụ là không được thừa hưởng. Sau thì là có một ông anh vợ tôi đã mua lại ngôi nhà ấy, nhưng nó cũng bị sửa chữa rất nhiều rồi.
Thế cụ tôi là con rể của cụ thì về cũng lại bắt chước cụ làm một ngôi nhà như thế này. Ngôi nhà mà ngôi nhà có cái kiến trúc là nội tự ngoại khách, tức là ở trong thì thờ tự, ở ngoài thì ngồi chơi được. Thế và tôi đã đi nhiều nơi nhưng mà không thấy ở đâu có cái kiến trúc này. Đó là cái nét rất độc đáo. Cái nội tự ngoại khách thì cái không gian hiên này rất rộng, cho nên hôm nay khách đến ngồi chơi thì là cảm thấy rất là thoải mái. Thế và chỉ cần bước qua cái ngưỡng cửa này thì là vào trong là không gian thờ tự rồi. Thế và ở cái cuộc đất này cho phép làm 4 cái nhà. Thì có cái nhà ở dưới quay lên trên kia thì chúng tôi gọi là nhà khách. Tức là thực ra mà ngày xưa còn các cụ thì cái rất là cẩn thận. Khách quen thì không nói làm gì. Nhưng khách lạ hoặc những người có ý thức thì người ta không lên nhà trên. Người ta ngồi ở dưới nhà khách. Thế và còn bố tôi thì tôi hay tiếp bạn tôi ở nhà dưới. Thế cụ ở trên này là để cho cụ rất là thoải mái, tự do. Thế cái nhà bên này là ông nội tôi ở. Cái nhà bên này thì nuôi một ông giáo dạy học. Thế và khu bếp núc châu cỏ thì ở nhà dưới. Thế đến bây giờ thì trồng cà xẻ cây, các cụ chia cho các con các cháu. Thì chúng tôi biến cái nhà ngày xưa cho một ông giáo dạy học ở thì thành ra một cái bếp. Thế và trước nhà là một khoảng sân rất là rộng. Cái nông nghiệp thì cái việc mà bảo quản sau thu hoạch rất là quan trọng. Cho nên là mỗi một gia đình làm ruộng thì cái sân là vô cùng quan trọng để họ phơi phóng các sản phẩm. Thế mà để bảo quản được lâu hơn. Thì hiện nay cái sân thì chúng tôi cũng không phơi phóng gì. Thì trồng thêm cây cối vào. Chứ thực ra nó là một cái sân bát gạch bát tràng rộng 100 m². Thế và ở đây diện tích tất cả là 400 m². Thì có 300 m² nhà, 100 m² sân. Và cũng là rất là hay. Tức là khi mà nắng lên có một cái sân lúa, sân ngô, sân đỗ trước nhà phơi. Thì cuộc đời của người làm ruộng cũng thấy nó ấm no. Và hình như nó cũng có cái lãng mạn của cái cuộc đời làm ruộng. Thế và nó cũng có cái đẹp. Cái đẹp ấy, cái đẹp của một thời, cái đẹp của nó ấm, cái đẹp của những cái làng quê mà tôi nghĩ là không thể thiếu được. Và em thấy là được trước những ngôi nhà cổ ngày xưa các cụ xây dựng sẽ có ao ở phía trước đúng không ạ? Như cái diện tích ở nhà mình đây thì ngày xưa thì có cái diện tích ao đấy. Tức là ở những cái vùng quê mà người ta mới và nó rộng thì người ta có thể làm cái ao. Thế và sau này thì mới ông phong thủy đến tán là nó là thủy đình, nó là thủy túc. Thế thực ra ở cái làng tôi nó là cái làng cổ. Nếu tính từ cụ Phùng Hưng thì đến đây đã có 1.300 năm dân cư định cư ở đây rồi. Thế và gần đây nữa thì những cái ngôi nhà có cái kiến trúc mà niên đại rất là rành rọt thì 500 năm trước, tức là năm thế kỷ người dân đã định cư ở đây rồi. Thì đất của làng cổ cũng ví như là của phố cổ, quý đến vô cùng. Thế và hầu như không nhà ai còn một cái diện tích nào để làm cái ao. Thế và cũng đừng đóng đinh vào trong cái nhận thức của mọi người. Tức là đến một cái làng quê là phải thấy ao, thấy chuông. Thì đến đây không có cái chuyện gì. Thế là đến một cái nhà ở nhà quê thì cứ bảo thế anh không có cái dại tre. Cũng không nên đóng đinh vào nhận thức như thế. Thì như nhà tôi này thì chưa bao giờ có cái dại tre cả. Tức là bao nhiêu đời nay các cụ làm cái bình phong bằng gỗ. Thế cứ vài chục năm mưa nắng dãi dầu nó hỏng. Thì ta lại thay nó bằng cái khác. Thế cho nên có nhiều người đến hỏi vào thế nhà bác hay nhà chú hay nhà ông không có dại tre thì cũng chẳng biết trả lời thế nào. Thì chúng ta vô hình chung trong truyền thông, trong báo chí, thế và trong văn học, mà cái này là nó cũng phiến diện thôi, đã đóng đinh vào trong nhận thức của mọi người rằng nhà quê là phải có cái ao, nhà quê là phải có cái dại tre, nhà quê là phải cái chõng tre. Hoàn toàn không phải thế. Anh, cái vật liệu mà xây dựng lên ngôi nhà của mình ấy, nó bao gồm những cái loại gì đã? Tôi xin nói thế này, tôi cảm ơn tiền nhân. Tiền nhân đã để cho lại chúng tôi một ngôi làng và để lại những ngôi nhà. Bây giờ sửa chữa rất dễ. Làng tôi là làng làm ruộng, không có tiền. Thế đây chỉ nhà sang làng Đông Sang là làng chợ thôi. Thì trong ngôi nhà của người ta là gỗ lim, gỗ xến, gỗ tàu. Họ ra họ mua cả bè gỗ về họ làm. Thế nhưng mà làng tôi làm ruộng nó nghèo. Thế thì các thế hệ trước đã chọn một cái vật liệu rất là đơn giản, tức là gỗ xoan. Thế gỗ xoan nó có một ưu điểm là nó không mối mọt và nó rất nhẹ và nó rẻ. Trong thang mục xếp hạng thì gỗ xoan nhóm 8, nó cũng như là bồ đề chám chậu gỗ bao bì thôi. Thế nhưng mà bồ đề chám chậu thì không làm được,
nhưng gỗ xoan làm nhà thì vô cùng tốt. Thế dân gian có câu vợ hiền hòa nhà hướng nam, tức là nhà hướng nam để đón cái gió đông nam và rất mát, cũng ví như một cây, một người phụ nữ ở trong nhà. Thế nhưng mà làng tôi thì đọc trại rồi, vợ hiền hòa nhà gỗ xoan. Thế thì cây xoan thì trồng rất ngắn ngày, cây xoan mà độ 20 năm là chúng tôi không làm được, vì trong lõi nó xốp mất rồi. Thế và chúng tôi chỉ dùng cái gỗ xoan nó khoảng độ 6, 8, 10, 12 năm thôi. Sau khi chặt thì ngâm, ngâm xong thì là cất một chỗ. Lúc nào mùa màng nó xong hoặc thời gian trong gia đình nó cho phép thì đem ra sửa chữa. Thế và gỗ xoan thì có thể ngày trồng ngay trên đất đồi, đất làng. Thế do cái vật liệu nó rẻ tiền như thế, thế cho nên là hôm nay mà để sửa chữa những ngôi nhà của chúng tôi thì càng nghĩ sâu mới lại càng thấy là có rất nhiều điều thú vị. Thì trong đó có một cái điều là khi mà sửa chữa thì không tốn kém lắm. Thế và thực tế đã chứng minh rằng gỗ xoan nó có thể tồn tại 300-400 năm, không có thể hỏng được. Thí dụ cột đình là trên làng tôi là có một cái cột đình sau khi mà người ta sơn son thép vàng thì không biết, nhưng làng thì cứ truyền lại là có trong cây tứ trụ thì có một cây bằng gỗ xoan. Thế và khi sửa chữa thì là thợ mới phát hiện ra là cái cây bằng gỗ xoan. Thế và hiện nay thì đình Bông Phụ nếu nói từ đời tự Đức thì nó cũng mấy trăm năm rồi. Thế và nó là một cái cột cái trong tứ trụ, nó vẫn bền vững như những cây cột khác. Dạ. Thì cái vật liệu xây dựng là gỗ xoan thôi nhưng rất tuyệt vời. Dạ. Anh có thể là chia sẻ giúp em những cái câu đối ở ngôi nhà của mình được không? Tôi có rất nhiều lần rất tự ái. Tức là chúng ta có một cái chữ viết văn tự mà hiện nay là nhà nào làm nhà truyền thống thì cũng phải đưa vài câu đối chữ Hán thôi. Thế cái này thì cũng hôm nay cũng nhân đây mà nói với chú thôi. Người ta vào hỏi chữ này là chữ Trung Quốc à? Bảo vâng. Chữ này chữ Hán à? Bảo vâng. Thế chữ này chữ Nho à? Vâng. Thế nhưng sau đây tôi đọc trên Facebook thì thấy một cái bài mà chưa thấy công bố ở đâu, rất hay. Người ta gọi chữ này, các cụ mình gọi là chữ Nho. Thế nếu tính từ thời mà Mã Viện mang quân sang dẹp Hai Bà Trưng thì là đến nay đã 2000 năm rồi. Lúc đó thì là đi theo Mã Viện là có một cái ông gọi là ông Sĩ Nhiếp. Sau ông ấy mở học hiệu dựng nhà thờ, ông truyền cái chữ Trung Quốc vào. Thế khả năng là trước đấy là đời vua chúng ta có văn tự rồi. Nhưng do cái văn tự nó không chặt chẽ cho nên khi tiếp nhận cái Hán tự này vào thì các cụ mình tiếp nhận và đã dùng đến 2000 năm. Thế thì 2000 năm ấy thì nó là chữ Hán à? Vâng. Nó là chữ phồn thể à? Vâng. Thế nhưng các cụ mình gọi cái chữ này là chữ Nho. Tôi cho là rất hay. Dạ. Tức là các cụ nhà mình dùng văn tự là chữ Hán nhưng đọc âm Việt. Thế và ở một góc độ nào đó thì cụ Phạm Quỳnh cụ bảo tiếng Việt còn thì nước Nam còn. Cho nên 2000 năm qua mặc dù dùng Hán tự, mặc dù bằng mọi cách để đồng hóa, nào là đập bỏ bia đá, nào đốt bỏ khí tự, đốt bỏ sách vở, nhưng chúng ta vẫn còn, vì chúng ta còn ngôn ngữ. Thí dụ tôi đọc cái chữ này là bằng tiếng Việt đấy chứ. Tử Lý Sinh Huy Tứ Đại Đường Nguyền Song Thọ Cảnh. Thế bây giờ mình đọc là Coca-Cola, nhưng ở Trung Quốc nó đọc là khẩu khả khẩu lạ. Thế hay là Mắc Na Ma La thì nó đọc là Mạnh Khắc Đạt Mã Lạt. Thế thì mình dịch cho tiếng Việt, mình đọc Mạnh Khắc Đạt Mã Lạt nhưng người Trung Quốc đọc khác. Thế vậy thì là tôi bắt đầu đồng ý rằng 2000 năm chúng ta dùng cái chữ Nho, tức là Hán tự, nhưng chúng ta đọc âm Việt. Và cái đẹp có tính giao thoa, chữ Hán nó rất chặt chẽ, nó là đỉnh cao trí tuệ của người Trung Quốc, nó là một thế giới riêng biệt trong bốn gốc loại gốc chữ. Thì gốc chữ vuông là chữ Hán, gốc Latin là một gốc, gốc Slav và một cái gốc nữa là Trung Đông, tôi gọi là Giá Đỗ chẳng hạn. Thì may nhất chúng ta là các giáo sĩ người Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đã dùng cái Latin mà ghi âm cái chữ Việt, cho nên chúng ta hôm nay hội đồng pháp ngữ, chúng ta không thể phủ nhận được rằng 2000 năm chúng ta đã dùng cái chữ này. Thế và chữ Nho đã đi vào đời sống, làm nên cái đẹp một thời. Và cái tính chặt chẽ của ngôn ngữ, cái tiếng hàm xúc của ngôn ngữ đã đem đến một cái đẹp mà chúng ta không thể thay thế được. Thế có cái rất tiếc là bây giờ trái học cái chữ này cả. Thế cho nên là vào nhà
treo vài câu đối. Ông chủ rất giàu, làm ngôi nhà truyền thống, dứt khoát là vài chục câu đối hoành phi phải bằng chữ Hán. Thế nhưng phải có một quyển sổ ghi lại, xong hoặc là đánh cái giấy máy dán nó kề cạnh, ai vào thì để đọc. Thì đấy là điều đáng tiếc. Thế và còn một bộ phận nhỏ nghiên cứu, và như chúng tôi hiện nay thì tôi tự học chữ Hán thôi. Vì tôi cảm thấy là tôi lớn lên trong ngôi nhà này, mà ai hỏi chữ này là chữ gì thì không biết thì rất là ngại. Thế nên tự học. Thế và cũng rất may là hiện nay thì cũng rất nhiều người đang quay lại chữ Hán. Và phải chăng đó cũng là một cái mà theo tôi là cái tốt thôi. Chúng ta cũng không ngại gì, chúng ta phải dùng cái văn tự của một cái nước. Mà khi chúng ta đã có một cái văn tự chính thống là chữ Latin. Anh ơi, về cái ngôi nhà của mình, vật dụng gắn liền với lại kiến trúc từ xưa ấy, thì anh có thể chia sẻ là nó gồm những cái gì không ạ? Và những cái công dụng. Bây giờ thì nói đến cái ngôi nhà truyền thống là dứt khoát phải có cái bàn thờ ở giữa rồi. Dạ. Vậy là cái bàn thờ là quan trọng nhất. Dạ. Thế thì có rất nhiều nhà như nhà tôi là giữ lại được nguyên vẹn cả 200 năm nay, nó như thế nào vẫn giữ nguyên như thế. Dạ. Thế mà vì nó quan trọng như thế cho nên là bây giờ mà nếu để cái khác vào là cảm thấy nó không hợp. Dạ. Hai nữa là bây giờ chú thấy là ngoài là có những cái bộ salon rất to, nó chỉ phù hợp trong những cái nhà mới không gian rất rộng thôi. Dạ. Thế còn đối với các cụ thì cái trùng kỷ như đang ngồi là đời từ Đức đấy. Dạ. Nhưng mà cũng thấy là nó cũng phù hợp. Hai là những cái salon của các cụ nó mang tính Đông Á. Dạ. Và nó nhỏ thôi. Thế và thường nghĩ là hai cái Đông Phương với Tây Phương nó khác nhau. Ngồi cái tràng kỷ rất khó chịu. Thế người châu Âu có thể ngồi cái salon họ bắt chân chú ngũ xong dày anh nọ đá vào anh kia. Nhưng nếu để ở trong cái gian nhà người Việt với những salon lớn như thế thì không có chỗ mà ngồi. Thế nhưng mà những cái ghế của người Việt thì thường là cao. Và khi ngồi nói chuyện thì bắt là phải cung kính. Để chú thấy những ảnh cũ mà người Pháp ở lại chụp các cụ là các cụ ngồi cái kỷ rất cao. Thế mà bắt buộc phải ngồi cung kính, chứ không thể ngồi thoải mái như người châu Âu được. Thì phải chăng đó là phong cách. Đấy, chứ bây giờ chú ngồi cái tràng kỷ nó rất khó chịu. Chú ngồi sâu vào thì nó bung về ngay chân. Dạ. Thế chú dựa lưng vào thì thôi cũng được. Thế nhưng mà lại còn muốn gác cái chân này đây. Dạ. Đấy, thế nhưng mà khi chú nói chuyện với tôi hơn tuổi chú thì chú phải ngồi rất là cung kính. Dạ. Hoặc tôi tôn trọng chú, tôi phải ngồi rất là cung kính. Thì là tự cái đồ đạc ở trong nhà, nó đã bắt buộc nhau phải kính trọng nhau rồi. Chứ không phải là phải nói nữa. Thì tôi cho đó là những cái văn hóa rất sâu của người Việt, của người Đông Phương, mà chúng ta không thể bắt chước người châu Âu được. Ở đây thì cứ mỗi cái cột là một gian. Thì có ba gian nhà ngoài, có hai gian buồng. Thế và chúng tôi gọi là năm gian hai dĩ. Tức là mỗi một cái buồng thì lại có thêm một nửa gian nữa để cho nó rộng ra. Thế và ở những, có nhiều người đến bảo đây là năm gian hai trái nhưng không phải. Thí dụ như là mình có câu nói là nhất gian quê tam, như là những cái nhà nghèo làm nhà có một gian trong buông hai cái trái xuống thành ba gian. Thế hoặc vào miền Trung nó có cái trái, dứt khoát là trái là phải bắn kèo, là phải có mái thì mới là trái. Thế còn ở đây chúng tôi chỉ có hai mái thế này thôi. Thế và chúng tôi là cái phần mà nó thêm một nửa gian nữa. Nửa gian ở trong thì cái đó nó ngoài. Cũng là để rộng cái buồng, nhưng mà các cụ cũng rất là tế nhị. Tức là làm cái nhà xong còn rất nhiều gỗ ngắn. Vậy thì cái gỗ ngắn ấy đưa vào làm cái gì đó? Thừa cái vật liệu. Thế và cái kèo, cái vì kèo ở chỗ ấy nó không phải áp sát tường, cho nên khi nó hỏng thì dễ chữa. Chứ nếu để nó sát vào nó hỏng mà chữa cả cái vì kèo thì còn hơn chữa mấy cái hoành. Đấy, thế tí nữa chú về vào trong buồng chú xem thì chú mới thấy là người xưa cũng có những cái ý rất là hay. Thế mà không có sách vở nào ghi lại cả. Nhưng ở càng ngẫm càng nghĩ thì lại càng thấy là dân gian cũng có nhiều cái rất là thú vị. Dân gian các cụ kế nghiệp lại trong phát triển ra để sử dụng. Gọi năm gian hai dĩ. Dĩ là người ta ở đây gọi là dĩ chứ không gọi là trại. Nhưng mà trẻ nó không biết dĩ là gì đâu. Nó phải gặp anh thì hiểu, nó đến tận nơi mà nhìn cái nhỉ. Khách nó không biết đâu. Phải vào tận nơi như nhà anh Nguyễn này mình xem. Nhà nào cũng làm thế cả. Cũng có dĩ. Anh có thể chỉ cho em và em quay cái dĩ phần dĩ lên được không? Chú vào trong này thì chú sẽ nhìn thấy cái dĩ. Đây là một gian. Đây nhá, đây một gian này. Thì chỗ này là dĩ. Có những nhà nó chỉ rộng, nó chỉ bằng thế này thôi. Thế nhưng dĩ là gì? Chỉ có một cái đoạn kèo, cái đoạn hoành nó gắn vào tường thôi. Cho nên khi nó hỏng thì chúng tôi chỉ chữa có mỗi cái đó thôi. Chúng tôi không phải chữa cái kèo này. Chứ nếu mà phải chữa cả cái vì kèo này thì mệt lắm. Thế thì vừa tận dụng được gỗ ngắn này, thế rồi vừa dễ sửa chữa trong lúc mà nó hỏng.
Bởi vì nó gối lên tường là nó sẽ bị dẫn ẩm lên. Và cái chỗ này là nó hỏng đầu tiên. Thì đây là cái dĩ đấy. Dạ. Có nhà thì nó chỉ đủ 40 phân thôi, nhưng nhà tôi là rất rộng. Dạ. Thế là gian buồng là 1.5 gian. Dạ. Thế và cũng nói với các chú thế này. Thế bây giờ có các chú vào bảo, buôn nhà cổ mà có quạt điện, có vô tuyến. Dạ. Thế ở đây chúng tôi không phải là một cái bảo tàng mang những cái tính hiện vật nó rất khô khan. Dạ. Mà đây là cái bảo tàng sống thì nó gắn liền với đời sống. Dạ. Mà đời sống hiện nay thì nhà cổ thì không thể sống khổ được. Dạ. Chúng tôi phải gắn điều hòa, chúng tôi phải có khu vệ sinh rất là sạch sẽ. Thế rồi có tắm nóng lạnh, có những cái không gian độc lập thì mới làm việc được, cứ suốt ngày cộng đồng thì chết. Thì đây là cái bàn làm việc của nhà tôi. Thì là vợ tôi soạn bài khi đi dạy học thì soạn ở đây. Thế và đến bây giờ thì tôi hay báo chí là tôi viết ở đây. Nó rất tĩnh tại, có thể tôi không muốn tiếp chú là tôi đóng cửa kệ, chú vào chú cứ ngồi chơi. Thì đó là những cái không gian độc lập. Thì có như thế con người hiện đại mới sống được trong là nhà cổ. Và có như thế thì mới giữ gìn di sản được. Thế chứ đừng có đóng đinh vào nhận thức là nhà cổ là cái gì cũng phải cổ. Không hẳn như thế. Nhà tôi gần như là cái cuốc, cái cày là không có nữa. Mặc dù các cụ ngày xưa là làm ruộng rất là nề nếp. Hay là nong như thúng mùng dần sàng. Không có nữa, cối xay, cối giã không có nữa. Thế nhưng mà tôi tin chắc rằng các bạn đến đây thì các bạn vẫn thấy một không gian rất là cổ kính. Và nó cũng là một trong những cái mà gia đình cố gắng gìn giữ và để nói với mọi thế hệ. Vâng, tất cả về hiện đại hết chứ. Vâng, không thể ai được. Vâng, bên trong vẫn có những thứ. Mình phải giấu nó đi, mình làm như thế nào đấy cho nó đỡ chối thôi. Đấy, cái dĩ nó như thế, gì ạ? Gọi là dĩ đấy. Và em thấy ở ngoài sân ấy, mình có rất là nhiều chum vại thì nhà anh là vẫn làm tương ạ? À, tương cả gia bản. Dạ. Ngày xưa thì mỗi nhà làm ruộng đều có chum tương. Dạ. Bởi vì không có cửa hàng sẵn, không có thể đi mua nước mắm được. Có cái thuyền ván, thuyền đinh ở vạn... các bạn buôn nước mắm Vạn Vân nó lên đỗ ngoài sông cái. Dạ. Thế xong ra mua, nhưng có phải là làm ruộng lúc nào cũng mua được đâu. Dạ. Nhà tôi các cụ rất tự hào, của một thời bố tôi còn nói lại với tôi rằng là các cụ rất tự hào là nhà mình là chỉ việc chỉ có phải mua muối mì dầu tây của nhà nước thôi. Dạ. Tức là chúng tôi tự làm hết. Thế và cuộc đời công cày cá kiếm. Dạ. Đã tồn tại trong những cái cộng đồng cư dân như thế này. Thí dụ bây giờ chúng tôi trồng mía, chúng tôi cho trâu tự kéo mật, chúng tôi làm ra đường hoa mai. Thế và để truy dụng ở trong nhà. Thế chỉ có hai thứ muối với dầu tây là phải mua của nhà nước thôi. Thế cái đời sống tự cấp tự túc nó như thế thì cái chum tương nó gắn liền với đời sống của những gia đình. Thế và ở đây nó có những cái thực phẩm cũng rất là hay. Thí dụ như cái chum tương nó cũng ví như là cái tủ lạnh ở trong gia đình. Quả cà giã vụ của cơm cấy cơm cày. Thế rồi sâu thịt còn lại sau những ngày dỗ chạp, chúng tôi đều bỏ vào ngâm ở trong tuồng. Thế và lúc nào cần thì chúng tôi lại đem ra để sử dụng. Thế và một trong những cái ẩm thực nổi tiếng ở xứ này, nhưng bây giờ không làm được nữa, tức là chân giò lợn ngâm tuồng. Sau khi thịt lợn chúng tôi lấy 4 cái chân giò luộc chín đi. Thế xong thì là luộc chín rồi chúng tôi sâu lại thả vào trong tuồng. Thế nhà văn Đỗ Trù có viết rất hay, tức là cụ Phan Kế Toại người làng tôi. Ngày xưa cụ là Khâm Sai Đại Thần. Thế sau đó thì cụ nhận được thư của Bác Hồ. Cụ lên chiến khu và Bác Hồ giao cho cụ làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Bộ trưởng Bộ Nội vụ ngày xưa là nó cũng như bây giờ. Bộ Nội vụ nghe có vẻ nó công an quá. Nhưng mà cụ cai quản cả cái chính phủ kháng chiến tổ chức. Thế và trong một phiên họp chính phủ thì cụ Toại có đưa cho cụ Hồ một cái gói bằng giấy báo và nói bằng tiếng Pháp, quà của nhà tôi biếu cụ, gửi biếu cụ. Thế và đến một cái năm sau cũng vào một cái phiên họp của chính phủ. Thì cụ Hồ có bắt tay cụ Toại và nói rằng cho tôi gửi lời cảm ơn cụ bà. Thế và cũng gần đến tháng 10 rồi đấy. Thế thì không ai biết là cái quà của phu nhân cụ Toại gửi cho cụ Hồ là cái gì. Thế nhưng mà sau thì được biết đó là một cái chân giò lợn ngâm tuồng. Thế và cụ Hồ nhắc với cụ Toại cũng bằng tiếng Pháp rằng gần đến tháng 10 rồi đấy. Ý cũng muốn nói rằng là cái giò lợn ngâm tuồng đến tháng 10 nó đã chín ở trong chum rồi. Thế và... khi mà gió may bắt đầu về làng thì người ta vớt cái giò lợn lên. Thế và có thể người ta chế thành kho tương chẳng hạn, hoặc cứ thế thái ra thôi, bày lên đĩa. Thế và một trong những cái thứ cũng không làm được nữa là cà ngâm tương. Cà ngâm tương là một cái sản phẩm rất đặc biệt.
là chúng tôi muối cà, có cái muối cà một cái vại thổ hà 100 lít, muối cà muối kiệu này để làm cơm cấy cơm cày. Họ đưa cơm trưa họ đem cà ra đồng, thế rồi đem củ kiệu ra đồng, kiệu thì chấm muối vừng, cà thì ăn cơm nắm. Thế và đến tháng 6, tháng 7, sau khi rằm tháng 7 nước Tống Mã xong rồi thì là hết lụt, thì bắt đầu cấy lại những chân ruộng ở ven sông Tích. Thế và cấy xong rồi thì là cái vại cà nó cũng đã lâu rồi, thì là những quả cà còn lại thì đem ngâm tương. Thế riêng cái cà ngâm tương thì tương không dùng được nữa. Thế khoảng tháng 8, tháng 10 khi mà trời đã se lạnh rồi thì đem cái quả cà ra để ăn. Thế mà cà muối sổi thì xé bằng tay mới ngon, nhưng mà cà ngâm tương phải dùng bằng dao cắt thì nó mới đẹp. Thế nhưng nhìn những cái miếng cà ngâm tương nó đã chín đỏ áu nhổ vách trong những cái đĩa sứ. Thế và ăn thì ai đã một lần thưởng thức thì mới thấy rằng đó là những cái sản phẩm rất là, những cái sản phẩm rất là đơn giản dân dã của làng quê. Thế nhưng mà bây giờ làm thì không ai làm được nữa vì nó cầu quá cầu kỳ. Giờ cái món cà ngâm hiếm lắm anh nhỉ, không còn nữa, không làm được, không có thời gian. Tôi một lần là tôi có viết một bài báo về giáo sư Nam Sơn, giáo sư cùng với lại ông Tắc Đê là thành lập ra Đông Dương Mỹ Thuật đấy, Trường Ít Kiêu bây giờ. Ngày sau thì một buổi trưa có một cái người đến tìm tôi báo văn nghệ, anh ấy tên là Dì An ấy, anh ấy nói là tôi là giám đốc của tập đoàn Alstom bên Pháp ấy, nhưng mà tôi đến cảm ơn ông vì ông viết về bố tôi. Thì tôi bảo tôi viết một bài ngắn mà, bảo vâng nhưng mà rất hay. Thì sau đó tôi mời anh đi cơm trưa. Thì ăn cơm trưa thì lúc bây giờ tôi đưa anh ra 45 Hàm Long là cái quán ăn, nó cũng gọi là buổi trưa là cũng tương đối. Thế nhưng khi vào đến nơi thì anh ấy bảo tôi là hôm nay tôi mời ông. Thế và tôi bảo thế ăn ở đâu? Anh ấy bảo đi ăn cơm tám giò chả ở 198 phố ấy. Thế tôi bảo anh biết cái đó à? Bảo vâng tôi ở bên Pháp nhưng mà ở trên mạng thì tôi biết là đây là cơm tám giò chả nổi tiếng của Hà Nội rồi. Thế và tôi cũng thấy lạ là hôm đó ăn cơm thì anh ấy có gọi một quả cà cơm tương. Thế và giá thành của cà cơm tương là không phải là rẻ. Thế và tôi là đang là người làm tương. Thì tôi về tôi có ý tưởng là sẽ ngâm cà để bán cho những quán đặc sản ấy. Thế nhưng làm không thành là bởi vì rồi cái cà hình như cái giống nó cũng thay đổi. Và họ cũng phun nhiều hóa chất quá. Cho nên khi mà mình muối cà thì nó bị hỏng rất là nhiều. Thế và ngâm tương thì thời gian ít nhất nó phải 2-3 tháng trở lên. Thế cho nên là nó không thành. Đấy, thế bây giờ những cái giá trị ẩm thực ấy là ở cái vùng này là không có nữa, chuộng. Cũng hơi tiếc. Hết rồi, nó mất hẳn rồi. Vâng thưa quý vị, qua những chia sẻ của nhà anh Huyến, chắc là quý vị rất là tò mò về anh Huyến đúng không ạ? Một người rất là am hiểu về văn hóa của làng cổ Đường Lâm. Anh Hướng có thể chia sẻ thông tin của mình để cho quý vị biết được không ạ? Vâng, tôi thì cũng đi làm nhưng nay nghỉ hưu rồi. Dạ. Tôi về làng, nhưng nói là đi làm nhưng làng tôi cách Hà Nội có 40 cây số thôi. Dạ. Nên sáng đi chiều về, và nó rất cần cho cái tour du lịch trong ngày. Dạ. Những cái tour du lịch ngắn ngày mà hiện nay gia đình nào cũng có xe cả. Dạ. Sáng họ từ Hà Nội độ 8-9 giờ họ lên, thế họ đi thăm thú một số nơi, chưa ăn cơm lại trong những ngôi nhà cổ. Thế và buổi chiều đi thăm một vài nơi nữa, họ về Hà Nội là sớm. Cho nên tour du lịch trong ngày là đối với làng Đường Lâm là níu giữ được khách ở cái vùng này. Thế và hiện nay thì tôi đang ở nhà, thế và chúng tôi đang làm du lịch. Chúng tôi cũng có những cái dịch vụ để mà rất phù hợp với khách. Thí dụ cá kho, canh cua, canh ốc, thế và rất nhiều những cái ẩm thực ở cái vùng quê này. Khách có thể đến làng Mông Phụ, xã Đường Lâm, khách hỏi thì anh Huyến làm tương là cả làng đều biết. Cứ hỏi anh Huyến làm tương. Dạ. Thế và có thể liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 0987392595, thì là chúng tôi sẽ rất là vui lòng được du khách đến, và khách sẽ được trải nghiệm bằng cái giới thiệu của chính tôi với ngôi nhà, ngôi làng này và những bữa cơm ẩm thực, để cho khách cũng thấy rằng vẫn còn đây một vùng quê mà đầy đủ những cái những cái của quá khứ, thế nhưng mà hiện tại thì vẫn đem lại cho khách nhiều điều thú vị. Vâng, em cảm ơn anh rất là nhiều. Vâng. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Nếu quý vị và bạn có dịp đến với làng cổ Đường Lâm thì hãy ghé qua nhà anh Huyến nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Cứ hỏi anh Huyến làm tương. Cứ hỏi anh Huyến làm tương.